giây phút bình yên nhất trong ngày của tôi. Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó. Tôi không thực sự nhớ câu nói này của ai, nhưng tôi đã rất ấn tượng với nó. Cũng như bao người khác, tôi khởi đầu ngày mới bằng việc đưa con đi học, tất nhiên là không kể những việc chuẩn bị cá nhân như lẽ thường. Khoảng 10 tiếng tiếp theo sẽ chỉ có công việc, với những kế hoạch, hay lạch cạch bàn phím, với những cuộc họp, những tranh cãi và những email cân não. Thế rồi, hầu hết chúng ta trở về nhà vào buổi tối trong tâm thế mệt mỏi, cả về tinh thần và thể xác. Góp phần không nhỏ trong số đó là nạn tắc đường mà ai ở những thành phố như Hà Nội hay Sài Gòn sẽ hiểu. Nhiều hôm, lúi húi một hồi rồi đêm đến lúc nào không hay. Thời gian đúng là bị nuốt vào cơn bão thật. Cuộc sống cứ trôi như vậy, một cách nhàm chán. Không ít chúng ta quen với chúng, đến nỗi quên mất có những thứ hay ho ngoài kia, có những nhu cầu, những khát khao tiềm ẩn của bản thân bị lãng quên. Thật may, tôi có khoảng thời gian này, khoảng thời gian cho tôi được sống với con người của mình, được xem lại có những gì đang hay ho diễn ra ngoài kia, được nghe bản nhạc mình yêu thích, được đọc những cuốn sách mà có khi mua từ khá lâu chưa động vào, được suy nghĩ miên man về cuộc sống và được tập bài tập thở giúp refresh tâm trí trước khi ngủ. Đó là khoảng 30 phút đến 1 tiếng trước khi ngủ, sau khi những đứa con yêu dấu đã ngủ say, nhất là bạn Sumo hôm nay hơi ọ ẹ vì hâm hâm sốt, cuối cùng cũng đã chịu ngủ ngoan. Nói như vậy không có nghĩa chúng đi ngủ là một giải thoát, chỉ là lúc tôi có thể mở một thế giới khác trong tôi. Được chơi với chúng vào buổi tối là một khoảng thời gian cực kỳ ý nghĩa khác, dù thú thật là rất mệt vì phải đuổi theo tụi siêu năng lượng này. Tôi tự hỏi, nếu cho mình nhiều thời gian hơn trong ngày thì sao? Thì liệu mình có quý trọng 30 phút ngắn ngủi này không? Và như thế liệu có tốt hơn không? Nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích chỉ có những giây phút ngắn ngủi này, vì cái gì nhiều quá sẽ thành nhàm chán. Bạn thì sao? Bạn có bao nhiêu phút cho bản thân mỗi ngày?